Như đã được tin, trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, tiền vệ Hải Huy của đội chủ nhà đã bị gãy chân sau một cú vào bóng cực mạnh của cầu thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chân của tiền vệ này gần như bị uốn cong một cách đáng sợ. Pha bóng này đã trở thành chủ đề nóng của bóng đá Việt Nam những ngày qua. Thậm chí, với mức độ nghiêm trọng của chấn thương, trường hợp của Hải Huy còn được chia sẻ khá nhiều bởi giới truyền thông khu vực. Mới đây, trang Siam Sport của Thái Lan đã đưa tin về trường hợp của Hải Huy. Trong đó, tác giả đã sử dụng những từ ngữ như bạo lực hay quyết liệt để nói về giải bóng đá cấp cao nhất Việt Nam. Tất nhiên, câu chuyện về những tai nạn khủng khiếp trên sân cỏ không còn quá mới, đặc biệt với những người thường xuyên theo dõi bóng đá trong nước. Nhưng để giảm tải điều này như thế nào vẫn là bài toán cực khó với những người làm bóng đá. Từ trường hợp của Hải Huy mới đây hay những trường hợp tương tự trong quá khứ, hãy cùng chúng tôi phân tích về sự may rủi của cầu thủ bóng đá Việt gặp chấn thương trong chương trình Ngắm Mà Xem số 19. Và đừng quên subscribe, like, ấn nút chuông để thưởng thức những sản phẩm mới nhất từ Next Sports và Next Sports Special. Chúng ta mừng vì gần đây cầu thủ Việt Nam đã được trang bị kỹ thuật tốt hơn, ý thức cũng phải nói là được lên rất là nhiều. Rồi là các trận đấu Việt Nam gần đây được lên sóng truyền hình, cũng có sự soi xét, rồi là cũng có bình luận, chưa kể áp lực từ mạng xã hội rất lớn. Vì thế phải nói là gần đây các pha bóng thô bạo, những cái chấn thương đáng tiếc đỡ đi rất nhiều. Tuy nhiên vừa rồi với Hải Huy thì phải nói đó là một cái trường hợp mà chúng ta phải chia sẻ với Hải Huy. Hải Huy đang ở phong độ rất là tốt thì lại gặp phải một chấn thương. Ông Park Sơ tôi biết là đã rất muốn trong lần tập trung tới có sự bổ sung Hải Huy, nhưng mà anh lại bị đau ở đúng cái thời điểm mà anh đang đạt phong độ tốt. Đấy là cái điều đáng tiếc. Tôi là người đã tường thuật trận đấu ở sân Cẩm Phả giữa Thảo Hoàng Ninh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thì đó là một cái tình huống Hải Huy không may mắn. Hải Huy và Hoàng Lâm va chạm với nhau gần như là 50-50, trọng tài thậm chí là còn thổi phạt Hải Huy. Nhưng mà đấy, bóng đá thì không thể nói trước được. Hoàng Lâm thì là ăn một cái đinh giày vào ống đồng, còn Hải Huy thì bị một chấn thương phải nói là thảm khốc như vậy. Chúng ta chia sẻ với Hải Huy và cũng phải nói lại rằng trong bóng đá luôn luôn có những pha bóng mà không thể nói trước được, và bóng đá nó có cái đặc biệt là không pha bóng nào giống pha bóng nào. Hiện tại các phẫu thuật của Hải Huy đã thành công. Dù vậy, với chấn thương gãy chân ống đồng, tiền vệ này sẽ cần 3 tháng mới có thể tập luyện và nhiều thời gian hơn trước khi nghĩ chuyện trở lại sân cỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc Hải Huy chắc chắn sẽ không còn cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup cuối năm nay. Ở độ tuổi không phải trẻ, việc Hải Huy có thể thêm một lần nữa có cơ hội thử sức dưới mặc áo đội tuyển hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Sau khi không may bị chấn thương, Hải Huy đã nhận được những lời chia sẻ, hỏi thăm của các đồng đội Than Quảng Ninh, từ các cầu thủ ở những câu lạc bộ khác và của khán giả, giới truyền thông, bạn bè. Trong đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân viết trên Facebook: "Bóng đá nhiều khi lành lặn ra khỏi sân đã là thắng rồi. Cầu mong anh sớm bình phục, Hải Huy nhé." Thông điệp của Mạc Hồng Quân có lẽ cũng chính là mong ước của biết bao cầu thủ đang chơi bóng ở Việt Nam. Bởi đôi khi, chỉ một sự cố đáng tiếc, sự nghiệp của một cầu thủ có thể rẽ theo lối đi tồi tệ. Đơn cử trường hợp của Trần Anh Khoa ở V-League 2015, cựu tiền vệ SHB Đà Nẵng bị gãy chân sau pha va chạm với Quế Ốc Hải. Dù ca phẫu thuật sau đó thành công, nhưng dư âm từ chấn thương khủng khiếp này khiến anh Khoa phải giã từ sự nghiệp quân đội áo số khi còn khá trẻ. May mắn hơn anh Khoa, Dương Văn Hào sau pha vào bóng rung rợn từ Huỳnh Tấn Tài đã có lúc phải đối diện với nguy cơ giải nghệ sớm. Song đáng mừng, cựu sao U20 Việt Nam đã có sự hồi phục thần tốc. Đến đầu mùa giải này, Văn Hào đã được Viettel trao cơ hội thi đấu cho đội 1. Song cảm giác bóng vẫn là điều cần cải thiện với cầu thủ này, và có lẽ sẽ mất không ít thời gian để Văn Hào trở lại hình ảnh của một ngôi sao trẻ tiềm năng ngày nào. Anh Khoa không thể hoàn thành sự nghiệp cầu thủ một cách trọn vẹn. Sau đến ngày Văn Hào cũng phải cố gắng rất nhiều, thậm chí hơn 100% sức lực để có được vị trí thường xuyên. Hải Huy may mắn hơn chút, nhưng vẫn lỡ dở với giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia. Rõ ràng, cả ba cái tên nói trên đều phải trải qua những mất mát riêng khó gánh nổi, mà có lẽ điều đó đã không xảy ra trong một ngày đẹp trời, thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên trong bóng đá, dù cố tình hay vô ý, nhưng va chạm trong bóng đá là điều khó tránh khỏi. Nhưng đôi khi, chỉ cần tỉnh táo bình tĩnh đôi chút, mong ước lành lặn sau mỗi trận đấu không phải điều gì quá khó với các cầu thủ. Hãy nhìn sang trường hợp của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Chẳng phải ngẫu nhiên mà kể từ khi trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối, cầu thủ người Thái Bình trở lại mạnh mẽ và luôn ra sân với thể trạng khỏe khoắn như vậy. Ngoài nghị lực bản thân, cùng sự khôn khéo hơn khi chọn cho mình một cách thi đấu phù hợp, cũng phải nói đến những việc đối thủ khi va chạm với Tuấn Anh có phần nương chân hơn. Chứng kiến những vết đau dai dẳng của chàng nhô trong quá khứ, những cầu thủ trên sân dù mang tâm thế đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai cũng không muốn Tuấn Anh phải thêm một lần nữa làm bạn với bệnh viện. Thử tưởng tượng nếu mỗi cầu thủ đang thi đấu tại Việt Nam đều là một Tuấn Anh phiên bản 2, 3 hay 4, phải chăng các cầu thủ sẽ có ý thức hơn trong việc sờ cào đánh khẽ, qua đó tránh được những va chạm không đáng có. Thực tế, điều kiện y tế cũng như cơ sở vật chất trong thể thao của chúng ta vẫn còn một số vấn đề chưa thể sánh ngang với các nước phát triển. Chi phí cho một ca mổ rất cao và thường các cầu thủ phải sang nước ngoài điều trị dứt điểm hẳn, và không phải ai
cũng được may mắn như Hải Huy, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Đi Trọng, những người thuộc biên chế số ít đội bóng trong nước có điều kiện tài chính. Chúng tôi không tiện nói tên, nhưng thật sự không ít tài năng của bóng đá Việt Nam đã bị chứng lại hoặc không thể phát triển như kỳ vọng chỉ vì không thể chạy chữa dứt điểm những vết đau hằn sâu trên đôi chân của họ. Bóng đá tự trung cũng là một công việc mưu sinh bình thường. Dù là tuyển thủ quốc gia hay chỉ là những cầu thủ xa lạ với người hâm mộ, họ đều chung mục đích nuôi sống bản thân và gia đình từ những đồng lương kiếm được. Tất nhiên, như đã nói ở trên, những va chạm đáng tiếc trên sân bóng là điều khó tránh khỏi. Song nếu có thể, chúng ta hãy biết trân trọng công việc của nhau để từ đó tìm ra giải pháp phù hợp cho đôi bên. Bóng đá cũng vậy, không ai phải muốn nhìn thấy những hình ảnh đáng buồn này xảy ra trên sân. Chỉ cần mỗi cầu thủ học cách kiềm chế bản thân, xử sự chuyên nghiệp, thì như lẽ tất yếu, việc lành lặn sau mỗi trận đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.